Chào, xin chào cô Tê, xin chào. Xin mến chào đại gia đình nhà mình và học bài và viết bài. Bài hôm nay khá là dài ạ, à. Cái khúc đó một đoạn rồi chúng ta mở luôn cái phần bài tập ra. Này, tại cái phần đó xong rồi cái đó là hướng dẫn cho chúng ta làm một bài văn mà. Này, tựa đề của nó là khoai lơ tờ sư chuyện. Thì hôm qua người ta hướng dẫn mình cách làm là có cái nội dung như thế rồi chúng ta sẽ làm ra y như vậy. Ừ, kéo nó đi nha, kéo cái bài văn đó ra. Xin chào Liễu, xin chào Kiều Linh, xin chào, xin mến chào đại gia đình nhà mình. Bà viết bài thôi, bà viết bài ha. Chị đang ở Đài Loan chứ không phải ở Trung. Chị đang ở Đài Loan. Chào chị, chào em. Dạ em chào chị. Xin chào, xin mến chào. Mọi người cứ tưởng là chị ở bên Trung mà rất là nhiều người nhắn tin hỏi Vân ơi, chị ơi, chị ơi, bên Trung chị ở chỗ nào vậy, có gần chỗ em không, chị ở bên Trung là chị ở chỗ nào. Ở trong cái đó Vân nói Vân ở Đài Loan. Sử dụng tiếng Trung mà trên 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 đây rất là nhiều nơi sử dụng tiếng Trung, như Singapore nè, Malaysia nè, Trung Quốc nè, Đài Loan nè, ở đâu nữa, có nhiều nơi sử dụng tiếng Trung lắm. Nghe nói bên Mỹ cũng có nơi sử dụng tiếng Trung nữa, có một khu người Hoa ở, khu người Hoa ở thì người Đài Loan người ta ở qua bên đó, người ta nói là mình có quen một người bạn người ta qua bên Mỹ người ta ở, người ta định cư lâu rồi, người ta nói cái khu người ta ở là một dãy người Hoa luôn, toàn là người Hoa tập trung tại đó không à. Sẽ biết là người Trung người Hoa sẽ ở được rất rất là nhiều nơi. Việt Nam nữa hả? Việt Nam cũng có người Hoa, đúng rồi. Việt Nam cũng có rất là nhiều người Hoa, như là ở Chợ Lớn nè, như là ở cái khu của Vân, khu từ 115 trở lên á, từ 115 trở lên lên tới 125, có giờ lên tới Đà Lạt luôn, cũng có rất là nhiều người Hoa ở. Muốn học tiếng Trung thì chúng ta nên học từ lớp 1 nha. Nếu mà bạn chưa có cái gì hết, từ bắt đầu từ con số 0 đi lên á, nên học từ lớp 1. Lớp 1 vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài, hoặc vào Facebook, gõ cùng tên với cái này, gõ chữ này, gõ chữ này lên Facebook sẽ tìm thấy Vân. Hello, hello. Có việc không em, xin xin anh sang làm với. Sang đài đâu có dễ gì đâu. Sang đài đâu phải đơn giản gì đâu mà. Sang đài giờ cũng khó khăn lắm á. Giờ phải có công ty nhận đồ này kia mới đi được, tiền phải 100 mấy chục triệu nữa. Đang đâu đơn giản gì đâu. Sang đài không hề đơn giản nha. Ở miền Tây cũng có nhiều người tiều lắm hả? À vậy đó hả? Đúng rồi, nói thật ra nha, Vân ở bên Việt Nam ở tới 19 tuổi nhưng mà Vân ít đi đây đi đó lắm. Cho nên là Vân giống như là bị thu hẹp ở một cái nơi của Vân thôi. Với lại cái học thức của mình không rộng và mình không được đi nơi đi nhiều nơi cho nên Vân cũng không có biết nhiều về Việt Nam cho lắm. Không, tới 19 tuổi là qua tới bên này rồi. Vân có đi qua Đồng Tháp nè, tại vì sau này bà nội Vân dọn nhà đi Đồng Tháp ở. Cho nên là Vân có đi Đồng Tháp. Rồi có đi Đà Lạt, tại vì cô của Vân ở trên Đà Lạt, Di Linh Đà Lạt, Vân có đi hai nơi này. Vân có đi Sài Gòn, tại vì ngày xưa Sài Gòn Bình Dương hồi xưa Vân có đi làm một thời gian, có nhiêu đó đó. Xong là hết rồi. Dạ em cảm ơn chị. Ok. Sau về sau ha, về sau sau này lớn lên lấy chồng rồi được đi, có đi qua Đà Lạt nữa. Đi nhiều nhất là Đà Lạt thôi à. Rồi sau về sau 5 tháng, cái tháng vừa rồi về được đi Bình Thuận hả ta? Ở đây Bình Thuận à, được đi đâu nữa hết rồi, đi Di Linh với đi Bình Thuận thôi hả? À, đi rồi vậy đó, coi nhiêu đó rồi đó. Đi đâu cũng không nhớ nữa. Được đi vậy đó. Ê, em muốn học tiếng Trung không biết được bắt đầu, nếu như ai bắt đầu từ con số 0 thì mình nên bắt đầu từ lớp 1 nha. Lớp 1 ở YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, hoặc vào Phở Bò, vào Phở Bò gõ chữ này nè, em gõ chữ này qua là tìm thấy chị à. Phát âm cái chữ ZH đi, chữ chờ tre cộng với chữ ư đó em đọc chờ tre cộng với ư nè, chư chư ZH chờ tre cộng với ư nha, chư. Còn Z mà không có H thì em đọc chờ chờ CH cộng với ư, nhưng mà đọc nó không có giống như chữ chữ chư của mình nó đọc chư chư, nó đọc bằng vậy chư chư là chữ Z,
chữ, nó thẳng lưỡi mà. Chữ, thay vì mình đọc chữ CHU nhưng nó hơi khác. Mình đọc là chư, còn này đọc là chữ, chữ. Còn ZH á, thì em phải đọc chữ, uốn lưỡi. Chữ, CH phải bật cái hơi ra nữa. ZH là uốn lưỡi thôi không bật hơi. Chữ, CH em phải chữ, đúng không? Chữ, chữ, chữ. Hai chữ này nó khác nhau rõ ràng. Chia sẻ về vấn đề học lấy bằng đi dạy tiếng Việt đi. Bây giờ em phải coi trường nào, lên mạng coi ở nơi nào. Em ở Shinten hả? Hey, chào em. Hey, em phải coi ở nơi nào có đang đang có thực tập. Hey, đang nơi nào có thực tập giáo viên Việt Nam. Sau đó là em sẽ đi đăng ký. Em đăng ký trên mạng cũng được, hoặc đi tới trường đăng ký cũng được. Sau đó em tới đó học. Thì cứ vô học thôi, học cả ngày vậy đó. Học học cả ngày rồi học đúng 1 tháng là thi. Ha, học 1 tháng thi. Thi chia ra từng nhóm thi vậy đó. Em phải đi vô học đi. Nhiều lúc ở trưa ở đó người ta cơm người ta cũng phát cho em ăn luôn. Cơm nhà nước phát luôn. Em đi học thì kiểu như là có nhiều ấy lắm. Có người Thái, người Việt. Hồi đợt vừa rồi thì có người Thái nhưng mà số lượng đủ thì người ta mới nhận. Đợt vừa rồi có cái bạn kia có một mình bán à. Có một mình cho nên người ta không có mời giáo viên tới thực tập cho bạn ấy, cho nên thành ra bạn ấy không có học, bạn ấy bỏ về. Còn những ai mà số lượng đông, ít nhất cũng phải 4 người trở lên hay sao á, thì người ta mới mời. Ví dụ như người Thái, người này, người nước này nước kia có luôn, nhưng mà ít nhất phải 4 người người ta mới mời giáo viên tới thực tập. Việt Nam mình là đông nhất luôn. Đợt đó thì nó làm ở gần chỗ Vân nè, bây giờ hình như cũng ở gần chỗ Vân, thực tập gần chỗ Vân luôn. Đợt trước thì ngày xưa thì làm ở trên Đào Viên á, xa quá Vân không đi. Gần chỗ Vân thì anh xã Vân mới đăng ký cho Vân đi. Thì thực tập xong rồi, có cái bằng xong hết rồi, trong vòng 1 tháng là bạn ấy hả? Ha, phải học đúng 1 tháng. Có lần học cả thứ bảy chủ nhật luôn á. Học rồi không, bình thường học ngày nào ta? Nếu mà học ban ngày thì mấy đứa nhỏ đó đâu có học được. Nhất là học phải học thứ bảy chủ nhật rồi đó, nhất thứ bảy chủ nhật nhất định phải học rồi đó. Coi cái ngày đó là cái ngày hè hay gì mà Vân nhớ là Vân cũng quên là Vân học ngày nào rồi. Nói chung là học đúng 1 tháng á, thì mình có thể thi đó. Ừ ha. Hôm qua gặp ở quán cơm xin tấm hình ở mà ngại hả? Sao không xin? Gặp xin chứ sao không xin? Hôm qua ăn cơm thì gặp nhiều bạn lắm, gặp nhiều bạn rất là vui luôn. Ừ. Qua gặp thì xin đi. Chữ Z á, em đọc chữ chữ ha, Z không có uốn lưỡi, không có ấy, thẳng lưỡi ra. Chữ 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 chữ. Còn nếu như mà hát vô thì chữ, em thấy cái chữ chữ cái khuôn miệng. Chữ. Còn ZH là chữ khuôn miệng. Tại vì nó uốn lưỡi lên cái miệng nó tròn. Chữ, mình nhìn vô hình làm thử xem. Chữ 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 chữ. Còn CH chư, miệng nó tròn, uốn lưỡi lên nó tròn à. Chư. Còn cái chữ C mà không có H, như bạn thấy cái hơi gió ra là đúng đó. Chư, chư, chư. Hơi gió bay ra rất mạnh. Chư. Như vậy thôi, luyện như vậy luyện lỡ ra hả? Ngại à. Cô do dễ thương quá chừng. Cảm ơn, xin cảm ơn. Hảo. Đó, xin mến chào, vào viết bài thôi. Bài hôm nay cũng khá là dài ha, chúng ta vào viết bài. Ê. Hôm qua đi xuống live xong rồi rủ anh xã đi ăn cơm. Hôm qua ổng nghỉ á, rủ ổng đi ăn cơm. Cơm xong rồi về đi vòng vòng kiếm cái gì đó. Rồi về muộn live. Khổ, đúng rồi, tùy khổ yên từ mỗi người nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Chơ sổ. Chơ sổ là về nhà vệ sinh. Chơ sổ. Hảo, ngày hôm qua chúng ta viết tới y bần xì hoan tờ cu sư su, một cuốn sách mà cuốn sách truyện mà tôi đã thích đó. Ừ. Hảo, chúng ta viết tiếp. Tàn, nhưng chúng ta viết tờ an tàn, tờ a n an, tờ an tàn. Trong cái phần viết này chúng ta thay đánh vần ra là giúp các bạn nhiều lắm á. Bạn nào không muốn viết không sao hết, các bạn cứ ngồi đọc đọc theo. Ví dụ tờ an tàn các bạn cũng phát âm tờ an tàn. Một ngày các bạn tiếp nhận được không ít chữ ha. Một lần viết như thế này là bạn được biết được một chữ rồi. Nhìn được con chữ của nó.
như lại cái phiên âm của nó và phát âm ra tàn nhân tàn su su này là sách. Đấy, trong quá trình Vân viết như vậy là bạn nhìn thấy từng con chữ và từng cái phiên âm một. Một ngày như thế bạn tiếp xúc được rất là nhiều chữ. Chữ này đọc su, s uống lưỡi cộng với chữ u, đó là sh đó. Su, su giả, chi giả giả. Su giả là cái kệ đựng sách, trên này có bộ lật, đây có bộ khẩu và dưới đây có bộ mộc. Su giả. Thái cao lờ, cao quá. Thái này là thái quá. Cao này là cao thấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thái cao lờ, cao quá. Nhưng mà cái kệ đựng sách cao quá. Tàn su giả thái cao lờ. Thấy không? Chúng ta đã có được mấy chữ rồi? 6 chữ rồi. Tàn su giả thái cao lờ. Nhưng cái kệ đựng sách cao quá. Thơ ai thái. Thơ ai ai thanh tứ thái. Cơ ao cao, y sân cao, cờ ao cao vậy đó. Cao, lơ ơ lơ, lúc này đọc thanh nhẹ, lơ. Tàn, su giả, thai cao lơ. Nhưng cái kệ đựng sách cao quá. Ê, ở trong này em nhìn em sẽ thấy được cái phần 1, thanh 1, thanh 4 nha. Nhìn trong này mới rõ hơn thôi, hỏi xong rồi sẽ quên hết. Hỏi chúng ta thấy chữ tàn. Nếu mà mình đọc thanh 1 thử xem, mình không có dùng thanh 4 này. Mình đọc tàn, tàn là không đúng. Phải đọc tàn. Tàn, các bạn thấy nó nhấn xuống hả? Tàn, tàn, các bạn đọc tàn và tàn xem. Tàn, thanh ngang là thanh 1. Tàn, an an thôi. Tàn, bây giờ đọc tàn. Tàn, 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 tàn. Rõ ràng thanh 1 và thanh 4 nơi khác. Đúng không? Su giả, su thanh 1, giả thanh 4. Su giả, chữ này đọc, mình đọc giả không à? Mình không đọc giả được khi chúng ta chưa luyện. Tại vì chưa quen. Hoặc là khi trong lời nói chúng ta sẽ quên thanh 4. Su gia không phải là su gia. Su gia, su gia là xuất gia mất rồi. À, nếu mà đọc su gia thì nó hơi tựa tựa như xuất gia vậy. Xuất gia thì cái chữ chu này nó phải bật hơi. Chu gia. À, chu gia, xuất gia, xuất gia được. Còn cái này là su nhẹ thôi. Su gia, cái kệ đựng sách. Thai cao lờ, thai thanh tư. Thai chứ không đọc thai. Lúc này, thai cao lờ. Thai cao lờ, cao quá. Ê, hảo. Nhưng cái kệ đựng sách cao quá. Wo men liang ren, hai đứa tụi tôi, hai đứa chúng tôi. Wo men u o wo thành ba đọc, wo me en men thành nhẹ đọc, men. Liang le yang liang, liang 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 thành ba. Chúng ta có chữ wo. 1 2 3 4 5 6 7 wo. Chữ men 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wo men liang 1 2 3 4 5 6 7 8. Wo men liang ren, hai đứa tụi tôi, hai đứa chúng tôi. À, hai tụi tôi cũng được. À. Wo men liang ren. Wo men liang ren. Wo men liang ren. Chúng ta viết chữ ren. Chữ ren, r ẩn ren, chữ r sản tên ân thành hai. Điện chỉ là giảo chén. Điện này là nhón nó lên. Ê, điện chỉ có nghĩa là nhón lên. Điện chỉ chỉ này là khởi lên. Ờ, đá lên rồi thêm chữ lợ. Lơ lơ thành nhẹ đọc lợ. Chào này nói về cái chân của mình. Chi yao chào 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 chào. Chi yên chen. Ý cái lệnh có nghĩa là nhón cái chân lên. Ê, hai đứa tụi tôi nhón cái chân lên. Điện chỉ lợ chào chen. Chữ tiên chúng ta có bộ túc mình nhón bằng chân. Bộ túc là bộ thủ. Ở bên này có cái chữ tiệm. Tiền lấy cùng âm luôn. Cái chữ phía sau bỏ bộ túc đi chúng ta thường nói sở mở tiền, sở mở tiền. À, cà phê tiền, âm mô tiền, lý phả tiền, tiền cùng âm. Tiền nhưng ở đây có bộ trúc. Tiền này là nhón cái chân lên. À, tiền chỉ. Tiền chỉ, chỉ này là chữ khởi lên. Tiền chỉ l đã nhón lên rồi l. Chào, chào này là có bộ nhục san củ tờ củ bên này móc đây kéo xuống chào. Họ chữ chen này là chữ nhọn, nhọn trên này có chữ xào, ở bên dưới này có chữ ta, ở dưới lớn trên nhỏ nó thành nhọn chen. Tiền chỉ l chào chen, hai đứa tụi tôi nhón cái chân lên, nhón cái chân lên. Ờ, tiền chỉ l chào chen. Hãy sư nã bủ tạo, vẫn lấy không tới.
hãy sư lúc này mang nghĩa vẫn. Thêm bộ nhất, thêm bộ khẩu, thêm bộ y, nhưng bộ thủ của nó bên này. Bộ xước bước qua, hãy sư, vẫn. Hãy sư, ná bú tạo, lấy không tới. Ná chữ hợp, mình lấy bằng tay, sầu bù chính là bộ thủ. Ná bú tạo, lấy không tới. Hãy sư, ná bú tạo. Mình trong vừa trong cuộc sống mình cũng thường nói, ông cựu chủ kêu mình lấy đồ, mình nói, wo dian qi le jiao jian, hai shi na bu dao, hai shi na bu dao. À, dao này thành từ không đọc tao được, tự nhiên người Việt mình sẽ quên âm từ. Khi nói nhanh quá sẽ quên âm từ. Cho nên khi chúng ta luyện nhớ, cố gắng nhớ âm từ của họ. Wo dian qi le jiao jian, hai shi na bu dao. Tôi nhón cái chân lên vẫn lấy không tới. He ai hai er sheng. Hải thành hai, sư sh uống lưỡi thành từ, nơ ả nả thành hai, bơ ủ bủ thành hai, vì chữ tao thành từ cho nên chữ bủ đã đổi thành hai. À, điện chỉ là chảo chén, hải sư nả bủ tao, nhón cái chân lên vẫn lấy không tới. Điện chỉ là chảo chén, hải sư nả bủ tao, tơ ao tao, tơ ao tao thành từ. Chữ tao chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bộ đao. Hải sư nả bú tao, vẫn lấy không tới. Tô hào. Wo dui xiao lin shuo, tôi nói với tiểu Hiểu Linh rằng. Tôi nói với Hiểu Linh rằng như thế nào? Chữ wo dui bảy nét. Tôi này là, lúc này là với ai đó nói chuyện. À, chữ tôi lúc này mình nói với ai? Tôi. Mà nghĩa với. Xiao lin Hiểu Linh. Ở đây có một bộ nhật, bên này bộ thổ, dài, đây thêm cái nữa, gạch ngang, móc đây kéo qua, hiểu, hỏi chữ linh đây có bộ ngọc, rồi bên này có chữ mệnh lệnh, hiểu linh là tên của một người, hảo, ở đây có chữ xua, bộ ngôn, và chữ tuy hoàn tờ tuy thêm vào, xua. Nói gì? Lúc này 6 dấu chấm để đó. Chưa có kể ra. À, 我对小林说, tôi nói với Tiểu Linh hoặc tôi nói với Hiểu Linh, à, như thế nào đó. Hiểu Linh, chữ này đọc Hiểu Linh ha. U o wo thanh ba đọc wo tơ wei tuy, lúc này chúng ta đọc thanh tư, tuy chứ không đọc tuy. Tuy, tuy nhấn xuống tuy và tuy. Tuy, 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 tuy. Nó khác nhau ha. Xi yao xiao 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 le yin ling shi wo shuo, tôi nói với Hiểu Linh rằng, wo dui xiao lin shuo, wo dui xiao lin shuo, đó là cái sự việc trải qua như thế nào. Hảo, chấm 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 tới đó, khúc trải qua tới đó hết. Lát nữa chúng ta sẽ có luyện tập bài văn này luôn. À, theo cái nội dung mà người ta yêu cầu làm đó, mình làm dựa theo đó mình làm luôn. Hảo, kết quả chúng ta qua phần kết quả. Chữ kết 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi pu. Ở đằng sau này, gạch xuống, gạch ngang, thêm một bộ khẩu, chẻ. Chữ của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chí dễ chẻ, ơ sân chẻ. Cơ vua của, sản sân của. Chẻ của, kết quả như thế nào chúng ta? Ấy ra. Nhắn tin riêng được không chị ạ? À? Nhắn tin riêng, có gì nhắn vô trong đây chị trả lời luôn đi. Nhắn tin riêng nhiều lắm, rất là nhiều bạn nhắn tin riêng. Vân không có thời gian ngồi coi từng video một, từng người một ha. Tại vì biết sao, một số không có kết bạn mà nhắn tin nó nằm ở thùng rác ngoài á, Vân không có thể tìm được luôn á, nhiều lắm. Với lại Vân mỗi ngày đều trên live nhiều, thời gian của Vân nằm trên live rất là nhiều luôn. Ở trên này Vân ngồi 2 tiếng, ngồi 2 tiếng, bên Facebook Vân ngồi 2 tiếng. Rồi xuống Vân còn làm video, Vân trả lời tin nhắn, Vân đăng video, kéo video. Là cả ngày Vân đều cầm điện thoại làm việc hết. Vì thế đôi khi có nhiều tin nhắn riêng Vân không trả lời hết được, chứ không phải là Vân không trả lời mọi người. Có một số người đã, một số bạn á, chưa có kết bạn với Vân, rồi các bạn nghĩ đi, các bạn nhắn tin nó sẽ vào sọt rác hết, nó vào một cái tin nhắn là gọi là mô sinh rệnh đó, một người không quen, nó sẽ không đẩy vào trong cái messenger của Vân, hoặc là cái tin nhắn mà có thể Vân có thể đọc được, nó nằm đa phần nằm trong thùng rác rất là nhiều luôn. Tại vì mọi người chưa có inbox, kiểu như là mọi người chưa có đăng ký với Vân, chưa kết bạn với Vân, mình chưa có thể là bạn bè cho nên nhắn sẽ không nhìn thấy.
Cho nên là vấn đề nó vướng chỗ đó đó. 好,我们终于借到书. 我们 là chúng tôi. U o wo thành ba đọc wo. Mơ anh mình thành nhẹ đọc mình. Trống yu cuối cùng cho tre, chữ này là ZH đây. ZH cộng với U ân chi ông trông. Cái những các bạn mà muốn hỏi ZH, CH, C nó đều nằm trong bài văn. Khi mà Vân viết như thế này, Vân đều nhắc từng con chữ hết. Nếu các bạn để ý và học mỗi ngày thì các bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề này một cách dễ dàng. Không cần phải suốt ngày cứ nghĩ rằng chữ Z này đọc sao, chữ ZH đọc sao, CH đọc sao. Trong quá trình như thế này chúng ta vừa học mà vừa rút ngắn được thời gian suy nghĩ những cái vấn đề đó. Hay. Hảo. Trốn yu, chữ yu này chúng ta có thanh hai, yu. Chia, 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 chia này là thanh từ chúng ta sẽ nhấn xuống. Chia, chia và chia nó khác nhau. Chia, chia, chữ này đọc chia. Chia tao là mượn được, tơ ao tao. Su là sách. Su. Họ chúng ta viết phần này trước. Chữ wo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo men. Tụi tôi, chúng tôi. Wo men. Trung ngữ. Chữ trung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó phía sau này có chữ tôn, bụng mịch cộng với bộ tôn, ta có chữ trôn. Chữ dữ này bộ phương. Móc đây gạch qua. Sau đó 1, 2, trôn dữ. Chia này là mượn, chúng ta có một bộ nhân. Sau đó bên này gạch đây, thêm chữ xí vào. Ta có chữ chia, mượn. Chia tàu là đã mượn được rồi. Chia tàu. Su này là sách. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 我们终于借到书了. Ê, chị có nhận dịch tiếng Việt, tiếng Trung không? Không em nè, không ha. Mỗi ngày chị làm ở đây hết thời gian rồi. 我们终于借到书了. Ê, lúc này không có chữ L. 我们终于, cuối cùng thì tụi tôi cũng mượn được sách. Hảo. Lúc này chúng ta có 6 dấu chấm, người ta chưa kể ra hết. Vân vân. Mình 3 dấu, họ tới 6 dấu. Và đánh dấu phẩy. Sau đó, trên khai xin, thật là vui. Trên khai xin. Chữ trên này là bụng một bộ thủ của nó. Chữ khai, chúng ta mở cái cánh cửa ra. Gạch ngang, dài hơn, cong và thẳng. Chữ xin, 1, 2, 3, 4. Trân khai xin, thật là vui. ZH sàn đen ân, chư ân, trân. Đọc bằng đầu lưỡi. Vừa uống lưỡi, vừa đọc đầu lưỡi. Trân, khờ ai khai, khai, si in xin. Trân khai xin, thật là vui. Cuối cùng thì tụi tôi cũng đã mượn được sách. Thiệt là vui. Đó là kết quả. Hảo. Họ nói chúng ta, xe chuộc. Lúc này cái phần tự đánh giá, tự đánh giá mình. Tự đánh giá này chúng ta viết luôn. Viết luôn rồi lát nữa chúng ta viết phần bài tập. Chữ xe này là chữ viết. Xì yê xê, xê xê xê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đóng lại bên này móc qua. 1, 2, 3, 4. Chữ xe này là chữ viết. Xe. Hảo, xe zuo. Zuo này là, ý là nói viết bài tập. Xe zuo. Zi ping biao. Zi này là tự mình, zi chỉ là zi. Ping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gạch ngang, 2 phết. Bộ ngôn cộng với chữ bình an, tờ bình. Ta có chữ ping. Xe zuo zi ping. Hảo, tiếp theo chúng ta viết chữ biểu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 chấm, màu hậu. Xie zuo zi wo zuo. Chữ này tác giả, tác phẩm, tác nghiệp, tờ tác. Zi này là tự mình. Phiện này là phê bình, đánh giá, bình luận. Phiện này. Nó bình theo cái nghĩa tự mình phán xét, tự mình bình luận. Thơ yển phiển. Biểu, biểu ở đây là một cái tờ giấy. Biểu.
写作自评表có nghĩa là phiếu. Biểu ở đây là một cái phiếu, một cái tấm giấy, một cái phiếu, một cái tự đánh giá, mà vậy một cái phiếu, một cái tấm giấy tự đánh giá mình, tự đánh giá gọi là 写作自评表. Đầu tiên, 写作 là 写cái gì? 写 viết cái bài tập này. Chúng ta viết ra cái bài tập, họ đã nêu ra những cái phần này, chúng ta nhìn vào đây nó dễ hơn. Ở đây là 思路引导, là dẫn dắt cho chúng ta suy nghĩ. Họ nói 描述人物, miêu thuật miêu tả người nhân vật, 做了什么动作, đã làm những động tác nào, 说了什么话, đã nói những cái lời gì, 和心理的感受, và cái cảm xúc ở trong lòng. 完成一篇, 完整完成 là hoàn thành, 一篇lượng từ của một bài đoạn văn, 完整的文章, một đoạn văn hoàn chỉnh. Ở đây đoạn văn này chưa có hoàn thành, họ chỉ nêu ra, họ đưa ra những cái điều mà để chúng ta dẫn dắt chúng ta đi làm bài văn này thôi. Nhân vật gồm có Xiao Lin, Han Wo, nhân vật Xiao Lin, Han Wo. Thời gian là 下, 下课时, thời gian là giờ ra chơi. Địa điểm là thư sú quán. Họ đưa sẵn hết nội dung cho chúng ta tham khảo và chúng ta hoàn thành bài văn. Địa điểm là ở thư viện. Và sự kiện, Han đồng học đi chỉ chữ, chia sú, đi mượn sách cùng với bạn của mình. Và chỉ in là gì, nguyên nhân nào đi mượn sách. 我想到图书馆借书, tôi muốn tới thư viện sách đi mượn sách. Cái khởi đầu của nguyên nhân đó. Và trải qua là cái sự việc trải qua là sao? 小林和我一起去图书馆. Hiếu Linh và tôi cùng đi đến thư viện. 我挑了一本喜欢的故事书, tôi đã chọn một cái cuốn truyện mà bản thân mình đã thích. 但书价太高了, nhưng mà cái giá đựng sách, cái kệ đựng sách cao quá. 我们两, là hai đứa chúng tôi, 垫起了脚尖, nhón cái chân lên, 还是拿不到, vẫn lấy không tới. 我对小林说, tôi nói với Tiểu Linh rằng, tôi nói với Hiểu Linh rằng, chấm 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 này chưa kể ra. Và kết quả, 结果, 我们终于借到书, 真开心. Kết quả là chúng, cuối cùng thì chúng tôi đã mượn được sách, thật là vui. Và khi mà làm được, khi viết xong bài văn, lát nữa chúng ta sẽ viết. Viết xong bài văn này, chúng ta phải viết cái tấm tự đánh giá mình. Gọi là 写作, 写作 là viết cái bài tập này, viết ra một cái tác phẩm này, rồi chúng ta 自评表, rồi chúng ta phải tự mình phán xét, tự mình bình luận mình. Đây, bằng cách là chúng ta sẽ đánh dấu vào trong này. Họ bảo mình 检查自己是否做到, kiểm tra lại bản thân mình, phải chăng mình đã làm được bài văn này. 做到的, nếu mà làm được, 打勾. 没有做到, nếu mà không làm được, 回到文章中修改, trở lại trong bài văn, quay lại bài văn, sửa chữa nó. Ở đây họ có 4 cái bình luận, 4 cái tự mình phán xét. Cái thứ nhất đó, 写出让人觉得快乐的事情, viết ra một cái việc mà người răng làm cho người ta cảm thấy vui đó. 写出 là viết ra, 让人觉得, làm cho người ta cảm thấy 快乐的事情, cảm thấy vui, những cái việc đó vui. 好, 写出事件的起因, viết ra cái sự khởi đầu, nguyên nhân của sự việc đó. Rồi, 描述彼此的互动, và chúng ta phải miêu tả cái sự tương tác của đôi bên, giữa bên này với bên kia. Tôi hoa hình cảnh sâu, đối thoại với lại cái cảm xúc của đôi bên nữa. Viết ra, rồi gì nữa? Viết ra cái kết quả của sự việc. 写出事情的结果. Nếu như cả 4 cái này đều làm được thì 4 cái đều đánh dấu mốc. Còn nếu như mà không làm được thì trở về bài, quay lại bài văn, tiếp tục học lại bài văn, coi lại bài văn để viết. Chúng ta sẽ viết tiếp. Họ biết mình 检查鸡烟煎煎煎煎吃啊茶检查 này là kiểm tra. Khi chúng ta muốn nói 检查 mà nghĩa kiểm tra, bộ mộc, cái nón của chữ ô, một bộ nhất, hai bộ khẩu, hai bộ nhân, ta có chữ 检, chữ 查 trên này là bộ mộc, sau đó dưới này móc qua, gạch ngang thêm bộ nhất, 检查 kiểm tra, 自己 kiểm tra bản thân mình, 检查自己, chữ 自, không muốn lưỡi, chữ 自 này là chữ Z, trong tiếng Trung gọi là chữ Z. Hỏi chữ 自, 检查自己, kiểm tra bản thân mình, 是否做到, phải chăng là làm được, có làm được hay không?
Sư phụ. Sư là được, phụ này là phủ định, không làm được. Chua tạo có nghĩa là phải chăng có làm được hay không. Sư phụ chua tạo. Tớ ảo tạo ha, tớ ảo tạo. Họ chỉ sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chữ phụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sư phụ chua tạo. Chữ chua gạch đây kéo xuống. Chua. Họ chỉ tạo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bộ thủ của nó bên này, bộ đao. Sư phụ chua tạo. Phải chăng là làm được? Nếu mà làm được thì tà cô đánh dấu mốc. Chua. Tà cô tận xe ha. Phải nói làm được trước rồi mà đánh dấu mốc được. Ủa cái này hết rồi. Đánh dấu mốc từ từ ha cái nhà. Cái này còn không? Hết rồi. Đợi Vân thay cái này ha. Dấu mốc từ từ để mốc chưa. Phải biết cái chữ chua tao tà cô mới được. Đợi Vân thay cái băng. Cái này chưa. Chua tao tờ tà cô. Ồ, đánh nhầm chỗ hay. Hả? Lúc này đánh dấu phẩy. Tô hào. Chua tao tờ. Làm được. Chua tao có nghĩa là làm được. Chữ chua. Chữ tao đồng chí. Cộng với bộ đao. Ê, thêm 7, 6 tờ. Chua tao tờ. Cái mà ta làm được thì tà cô đánh dấu. Tà này là đánh. Đánh dấu móc như thế này. Hảo. Chữ vô chua. Sư sân chua. Chữ giác đó. Chua. Tơ ao tàu. Tơ ơ tơ. Thanh nhẹ đọc tơ. Tơ a ta. Thanh ba đọc tà. Chua tàu tơ tà cô. Chữ phổ. 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 Ôi, phổ. Vô. Vô. Khánh đau là. Xì. Chữ phổ này Vân viết sai rồi. Đây là chữ u. Nó là chữ ơ u ô, phơ ô phô, phô phổ phổ. Không phải là sư phụ, là sư phổ. Sư phổ là ơ u ô. Sư phổ. Đánh nhầm Vân cái chữ đó. Chua tạo tờ, tả cố, kiểm tra tự kỷ, sư phổ chua tạo. Kiểm tra bản thân mình, phải chăng là làm được hay không? Nếu mà làm được thì đánh dấu mốc lên. Chua tạo tờ. Tả cô phải tổ hợp mấy dầu chua tạo tờ. Còn mà cái làm không được. Mơ ấy mấy. Y ô dô. Dô dỗ dỗ. Cái này hết mực nữa hả? Đụng gì cũng hết trời. Đại Vân lấy cái bút. Đụng gì cũng hết vậy. Có rồi. Đụng tới đâu cũng hết hết. Mấy dọ. 1, 2, 3, 4. Mấy dọ là không. Mấy dọ chua tạo. Không làm được. Chứ vô chua. Yes. Tơ ao tạo. Mấy dọ chua tạo. Là không có làm được. Chữ mấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy dọ. Chua tạo chỉ chua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy dầu chua tạo là không làm được. Tà cô chứ không phải tà cổ. Tà cô chứ đừng tà cổ. Mấy dầu chua tạo là không làm được. Hảo, tờ, cái mà không làm được. Thêm chữ tờ này. Cái mà không làm được. Hủy tạo trở về, quay về. Hủy tạo, trở về, quay về. Hủy tạo.
Hồi tạo, trở về đâu? Quấn trăng trông, quấn trăng là bài văn. Quấn trăng, ở đây có bộ lập. Như này thêm chữ tạo. Quấn trăng. Lúc này, quấn trăng trông trở về trong cái bài văn đó. Trở về trong bài văn đó. Hồi tạo, quấn trăng trông. Mấy dầu chua tạo tờ, thêm chữ tờ này đằng sau cái gì đó. Cho ta biết được cái gì mà không làm được. Đằng sau chữ tờ sẽ quyết định. Nhưng bây giờ không có thì chúng ta sẽ nói những cái nào mà ta không làm được. Hồi tạo, quấn trăng trông. Hơ quỷ quỷ ơ sân quỷ. Tơ ao tạo sư sân tạo. U ẩn quấn ơ sân quấn. Chư ăn trăng dết hắc trăng y sân trăng. Dết hắc chư ung trung y sân trung. Hồi tạo, quấn trăng trông. Học được nhiều chưa chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hàng rồi em. 8 hàng rồi. Hồi tạo quấn trăng trông. Mấy dầu chua tạo tờ. Hồi tạo quấn trăng trông. Sản đèn ân. Sản đèn ân, tuy. Hồi tạo quấn trăng trông. Gặp yu chien. Gặp làm gì? Sửa nó, gọi là sửa cài. Sửa cài là sửa nó, sửa chữa nó. Ở đây phết, móc đây kéo ra, đẩy qua bên này. Ta có 1, 2, 3, ta có chữ sửa tu. Sửa này là tu chữa nó. Cài, sửa chữa lại. Công bù cho bù tuệ là. Bù sư công bù ha. Ở đây chúng ta móc đây, quạch đây. Sau đó ở dưới đây, hất lên luôn. Rồi chúng ta có chữ cài. Sửa cài là sửa chữa nó lại. Hảo. Xí yô xô y sân xô. Cơ ai cài sàn sân cài. Sửa cài. Chấm. Tuy, mấy dầu sầm sư sư chô bú liệu tờ. Dầu nụ lì xế xí sẽ hơi dỗ. Hảo, lúc này họ có 4 cái mục. Cái mục thứ nhất đánh một cái ô vuông ra. Nếu mà làm được thì đánh dấu vào đây. Xie chú, xí yê xie. Thành ba đọc xie. Chi u chu thành thứ nhất viết ra. Chữ viết trên này chấm, móc đây kéo qua bên này, gạch đây kéo xuống, gạch qua, bên này cũng vậy, gạch ngang, phết. Kéo qua bên này 1 2 3 4. Xie. Chữ chu này là ra. Viết ra. Xie chu răng rỉnh làm cho người ta, khiến cho người ta. Răng, răng này nhiều nghĩa lắm. Răng rỉnh. Gạch ngang, gạch ngang, gạch dọc, lại gạch ngang, phân bộ y nữa. Răng rỉn, khiến cho người ta, làm cho người ta. Rư ăn răng. Rư ẩn rỉn. Răng rỉn, làm cho người ta, khiến cho người ta. Chuyết tờ, cảm thấy. Chí yue chuyết, chữ này đọc chuyết, tơ ơ tơ, thành nhẹ đọc tờ. Chuyết tờ. Hảo, suy chào tờ chào, giờ biến thành chuyết. Chứ không đọc chào. Khi nào mà đọc ngủ thì đọc suy chào. Còn bây giờ phải đọc chuyết tờ. Cảm thấy. Chuyết. Họ chư bù tờ tờ. Chuyết tờ. Chứ không phải là chào tờ. Chuyết tờ. Học được, viết được, lại dịch được, lại là một cả. Đúng rồi. Học được, viết được, dịch được là cả một cái chặng đường rất là dài. Nhìn thì dễ. Nhìn thì dễ, chứ còn học được, viết được mà dịch được luôn, đó là cả một cái chặng đường, cả một cái hành trình rất là dài để luyện tập. Cũng dùng bút này ha. Bút này rẻ lắm luôn. Bút này có mười mấy đồng cây. Rất là rẻ luôn. Nó trơn như bút chì vậy đó. Khi các bạn vừa mới luyện tiếng Trung, các bạn nên sử dụng cái này. Nó không có rít. Nó không có rít để cho mình quẹt cái chữ nó đẹp hơn. Chứ nó rít rít, bạn viết bạn sẽ cảm thấy nó mỏi tay. Cái này nó đỡ mỏi tay tại vì cái nó độ trơn của nó rất là tốt ha. Trên mạng các bạn lên gõ Shopee gõ nó ra là nó ra hết à. Đúng không? Lên trên mạng các bạn mua cái chỗ nào cũng có hết á. Nó rất là trơn mà nó rất đặc biệt, rất là rẻ. Hảo. Chuyết tờ khoai lơ tờ sư chỉnh. Chúng ta qua đây. Chuyết tờ khoai lơ. Khoai lơ khoái lạc. Khơ quay khoai. Lơ ơ lơ. Thêm chữ bảy sáu tơ. Cái gì vui. Sự chuyện là những cái sự việc. Những cái việc.
mà ta cảm thấy vui, gọi là khoai lơ tờ sư chỉnh. Chữ khoai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chữ lơ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoai lơ. Bảy sáu tơ thêm vào cái gì vui, cái gì khoái lạc. Bảy sáu tơ. Sự kiện là nói những cái sự việc chung chung, số lượng nhiều. Ta có thể nói những cái việc, những cái sự việc mà ta cảm thấy vui. Chữ chiến chúng ta có một bộ tâm, thêm một bộ thanh vào trong này. Hảo, đó là cái phần thứ nhất. Nếu mà làm được thì ta đánh, đánh cái dấu vào trong đó. Không. Bây giờ chúng ta đánh thêm một cái ô bên này. Thêm một cái ô đây. Mức thứ hai, miểu sụ. Chữ miểu, 1, 2, 3. Ở bên này bộ thảo, dưới này có một bộ điền. Miểu. Chữ sụ bên tay phải viết trước, bên này cong cong chấm đèn cái, và bên này chúng ta có một bộ sước bước qua. Miểu sụ, miêu tả. Miểu sụ. Hảo. Mơ dạo miểu, ơ sân miểu, sư u sụ, sư sân sụ, miểu sụ. Miêu tả. Bí chữ. Chữ bí thanh ba, nó gặp phải chữ chữ, chữ này là chữ C đó. Chữ thanh ba. Bị đổi âm, bí chữ là bên này với bên kia. Hai bên với nhau. Bí chữ. Bên này với bên kia, cả hai bên với nhau. Hoặc đối với những người khác nữa. Bí chữ. Lẫn nhau với nhau. Bí chữ. Tờ hù tông. Bái sảo tơ. Cái gì với nhau. Hù tông là cái sự tương tác. Qua lại với nhau. Rồi, chữ này đừng có thẳng. Thẳng là không được. Xích lên tí. Ở đây chúng ta gạch ngang. Ở đây nó cong qua bên này. Còn đây cũng vậy. Ta có chữ khu. Họ chữ tông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kéo xuống. Gạch qua đây. Bên này. Khu tông. Là cái sự miêu tả sự tương tác cùng với nhau. Và đối thoại rồi cảm xúc nữa. Ngắt ra. Tùy khoa. Đối thoại. Lúc này chữ này đọc đối. Tùy. Chữ khoa thoại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tùy khoa. Hảo. Chữ này đọc. Hơ hoa hoa. Thanh tư đọc hoa. Tơ quầy tùy. Thanh tư đọc tùy. Tùy khoa. Đối thoại. Hảo. Tơ ơ tơ. Bái sáo tơ. Thanh nhẹ. Hơ u hù thanh tư, tớ ôn tùng thanh tư. Miêu tả sự tương tác nè, đối thoại nè, và cảm xúc qua lại với nhau đó. Miêu sụ bí sử tờ hù tùng, tùy hoa hàn cảm sổ. Miêu sụ bí sử tờ hù tùng, tùy hoa hàn cảm sổ. Chúng ta qua đây thêm chữ han và hơ an han. Cảm sổ, cảm xúc. Cảm sổ. Chữ han chúng ta có chữ hòa cộng với bộ khẩu. Han. Chữ cảm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nghiêng một bộ cơ bù. Cảm. Chữ sổ, 1, 2, 3, 4, bên này, móc qua, gạch đầy, kéo ra, hành cảnh sổ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi chấm nó lại, đó là cái phần thứ hai. Mới học, viết không kịp thì làm thế nào đây cô? Vào YouTube tìm bài đầu em. Ừ, đúng rồi, vào YouTube tìm bài đầu ha. Hảo, đó là cái mục thứ hai. Chúng ta qua cái mục thứ ba, trừ một cái ô trống.
写出事件的起因，只写 Vic， 写 Vic， thêm cái nữa， 指出 là ra， viết ra， 事件， sự kiện， sự việc。Sự kiện, chữ kiện ở đây có một bộ nhân, thêm một bộ nếu. Thêm bài sáu tơ, cái gì của sự kiện, sự việc đó. Hảo, chữ chỉ là cái khởi đầu. Chỉ này là khởi, khởi đầu. In này là cái nguyên nhân. Ê, cái nguyên nhân khởi đầu của sự việc chúng ta phải viết ra. Viết ra nguyên nhân khởi đầu của sự việc. Xí yê xê, thành bà đọc xê, chí u chú, sư, thành tư, chín, bảy, sư kiện, trong phải sư kiện. Sư kiện, sự kiện, chí yên kiện. Bảy sáu tơ, thành nhẹ đọc tơ. Chí y chí, chí chí chí, y ân in. Viết ra cái sự khởi đầu, nguyên nhân của sự việc. 写出事件的起因。嗯，trong YouTube có nút bấm chậm lại luôn á. Trong YouTube á có cái nút bấm chậm để cho video chạy chậm lại. Có luôn ha. Ừ. Họ chúng ta thêm một cái mục thứ tư. 写出 viết ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Xie chu, viết ra. Xie chu. Sự kiện, sự việc. Ở đây móc qua, gạch ngang, kéo. Chỉ kiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sự kiện. Cái gì của sự việc? Viết ra cái gì của sự việc? Thêm 7, 6 tơ. Chỉa của. Viết ra kết quả của sự việc. Chỉa của. Chúng ta thấy ở phía sau chữ tờ chúng ta luôn dịch trước mà đúng không? Cái gì của sự việc? Viết ra kết quả của sự việc. Xie thu sự chuyện tờ chỉa của. Xí yê xie thành bà đọc xie chư u chu sư chính chi yến chính tơ ơ tơ, bài sáu tơ, thanh nhẹ đọc tơ. Chí dễ dễ, ơ sân dễ. Cơ vua cua, thanh bà đọc cua. Viết ra kết quả của sự việc. Xie chú, viết ra sự kiện tờ chế của. Sự việc, kết quả. Sự việc, kết quả ở đây. Kết quả của sự việc. Viết ra kết quả của sự việc. Hảo, cái phần này. Cái phần này, tự cái phần bảng tự đánh giá này có làm được hay không? Thì chúng ta phải viết bài văn nữa mới có thể biết được. Hãy chúng ta sẽ dựa theo cái mà người ta đưa cho mình, cái mà người ta dẫn dắt mình. Ở đây thứ nhất, nhân vật gồm có ai? Tiểu Linh và tôi. Hảo, tiếp theo là thời gian, là lúc giờ ra chơi, và địa điểm là thư viện sách. Hảo, còn sự việc là gì? Tôi với bạn mình đi mượn sách. Chỉ in là nguyên nhân khởi đầu của sự việc, là tôi muốn đi thư viện mượn sách. Hảo, sự việc trải qua là Tiểu Linh với tôi cùng đi thư viện. Tôi đã lựa được một quyển sách mà tôi thích, một quyển truyện tranh mà tôi thích. Nhưng mà cái kệ đựng sách cao quá, hai đứa chúng tôi nhón chân lên vẫn lấy không tới. Tôi nói với Hiểu Linh rằng, và khúc sau này thì người ta không viết ra, mình cũng khỏi cần viết ha. Nói như thế nào thì mình cũng không biết họ nói gì. Chế của là cuối cùng là chúng tôi cũng mượn được sách và thật là vui. Vừa dựa theo những cái phần này, chúng ta viết ra cái nội dung của bài văn. Lúc này chơi phim kiểu. Hả? Chúng ta viết ra phần bên này. 昨天下课时，昨天, tại hôm nay viết, tại vì viết ngày hôm qua. 昨天, hôm qua. 下课,
Xa khờ, mình đổi tiết này sang tiết kia, gọi là xa khờ. Sử, vào cái lúc đó, khi là lúc đó. Hỏi chữ chùa, chúng ta có một bộ nhật. Bộ nhật, phết đây, gạch đây, kéo xuống, bên này và bên này. Chữ thiên, chúa thiên, hôm qua. Thời gian nào? Xa khờ sử, người ta cho mình thời gian mà. Đúng không? Xa khờ sử, nhắn vào đây luôn. Xa khờ. Ở bên này có chữ quả. Sử là khi nào? Người ta có nói xa khờ sử mà. Cho nên xa khờ sử phải nhấn vào đây. À, hôm qua, giờ tan học, giờ ra chơi. À, giờ ra chơi đi. Nói là xa khờ là giờ ra chơi. Wǒ xiǎng dào, tôi nghĩ tới. Wǒ xiǎng dào. Lúc này, wǒ xiǎng dào. Lúc này nó là nghĩ tới ha. Chứ không phải là muốn đi đến đâu đó. Tuy rằng hôm qua có viết một khúc là muốn đi đến đâu. Lại chữ xiǎng đâu rồi. Wǒ xiǎng dào. Từ nhà chữ xiǎng chưa viết ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wǒ xiǎng dào. Tôi nghĩ tới. Lǎo shí. Lǎo shí. Thầy giáo, cô giáo. Lǎo shí. Hảo, wǒ, thanh ba. Xí yang xiang 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 xiang, thanh ba. Tớ ao tào, thanh tư. Lơ ao lao, lao lão lão, thanh ba. Wǒ xiǎng là do bị đổi âm. Wǒ xiǎng dào. Lǎo shí củ lì wǒ mén. Yào tuô qù tù shú quán jiè shú. Sò yì wǒ zǎo xiǎo lín hàn wǒ yìqǐ qù. Đó là cái sự khởi đầu. Sự khởi đầu. Đoạn đầu tiên. Đoạn đầu tiên là nói về sự việc, khởi đầu của sự việc mà, đúng không? Nói về khởi đầu của sự việc, chúng ta biết là đoạn đầu tiên khởi đầu của sự việc là gì? Hôm qua, cái giờ ra chơi, tôi nghĩ tới cái cổ lệ, nghĩ tới cái sự khích lệ, khuyến khích của thầy cô. Cho nên tôi đã đến thư viện sách để mượn sách và tôi đã rủ Hiểu Linh đi cùng. Chúng ta viết cái đoạn đó như thế. Chúng ta viết chữ sư, lão sư tờ sư. Lào sư tờ sư. Hảo. Cụ lì, đây là cổ lệ khuyến khích. Cô giáo trong trường thường khuyến khích các em nhỏ hãy đến thư viện sách nhiều vào. Để vô đó có thể đọc được rất là nhiều sách, giúp cho các em đọc được nhiều tiếng Trung hơn. Cụ lì, chữ cụ. Chữ lì ở bên này, móc đây, phết qua. Bên này có bộ thảo. Bên này móc qua, gạch ngang, kéo. Móc đầy kéo xuống phát ra. Thêm bộ lực vào. Ta có chữ cổ lệ, khuất lệ, khuyến khích. Chữ này đọc củ lì. Cổ lệ, khuất lệ, khuyến khích. Củ lì. Củ lì. Wǒ mén, tụi tôi, chúng tôi. Wǒ mén, các bạn trong lớp luôn. Wǒ mén. Lúc nãy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Củ lì wǒ mén. Lǎo shí củ lì wǒ mén. Giáo viên khuyến khích chúng tôi. Yào tuô qù. Yào. Phải. Tuô này là nhiều. Tuô. Qù này là đi. Yào tuô qù, yi ao yào. Tơ wo tuô. Qi yu qù. Yào tuô qù này cũng có thể nói nên thường đi, nên đi nhiều vào, đến nơi đó nhiều vào, thường đi nhiều vào. Gọi là yào tuô qù. Đi nơi nào? Thú shú quản, thư viện. Thú shú quản. Chữ thú. Chữ thú đầu tiên chúng ta có bộ vi là bộ thủ của nó. Trong này có một bộ khẩu chấm gạch ngang. Thủ. Thủ. Hảo chữ su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thủ su quản. Đi thư viện sách.
Họ chúng ta viết chữ quặn. Chữ quặn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quặn. Chia su, mượn sách. Chia. Họ chữ su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thường đi thư viện sách để mượn sách đó. Cơ quan 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 quản quản, ta đọc như chữ ca, chữ chữ này ta đọc như chữ ca ha. Ca hoặc cờ đều được. Quản. Chí ye jie. Shi wu shu. Giáo viên khuyến khích tụi tôi nên thường đi vào thư viện sách mượn sách. Phải. Số gì nên tôi, số gì wo. Sư wo suo 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 suo. Nó gặp phải chữ y, gặp phải chữ wo thành ba. Số y wo. Chữ suo. 1 2 3 4. Sau đó 5 6 7 8. Chữ y 1 2 3 4 5. Chữ wo 1 2 3 4 5 6 7. Số ý wo. Nên tôi. Cháu Sào Liễn tìm ai đó đi cùng. Cháu này là tìm ai đó đi cùng mình. Cháu. Chí Sào. Ở bên này bộ thổ. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa. Gạch ngang. Móc qua. Sào. Chữ Liễn bộ ngọc. Và chữ mệnh lệnh tờ lệnh ở phía sau. Tìm Hiểu Linh đi cùng. Hảo. Chữ Trào này là ZH. Chờ tre. Trào thanh ba. Si yao xiao 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 thanh ba. Lơ Yến Liễn thanh hai. Nên tôi đã tìm Hiểu Linh đi cùng mình. Này chữ Sào Liễn. Chữ Sào này chữ Nhật này Vân sẽ cho nó gọn lại bớt. Và bộ thổ dài. Bộ thổ nó chân nó sẽ dài hơn. Hiểu Linh. Hiểu Linh. Hiểu. Hiểu. Số ý wo cháu Sào Liễn hai wo y chi chu. Số ý wo cháu Sào Liễn hai wo y chi chu. Có chữ hàn. Hàn này là cùng tôi, đi với tôi đó. Hàn wo cùng tôi. Y chi cùng làm việc gì? Chu đi. Hàn. Hàn này là người với người nào, người này với người kia. Thì Hiểu Linh với tôi, cùng tôi. Y chi này là cùng làm một việc gì đó. Tuy là nó mang nghĩa cùng cùng cùng. Chữ han và cùng với. Tùy theo ngữ cảnh mình sử dụng. Có y chi này là cùng làm một việc gì đó. Y chi chu. Cùng đi. Chữ màu xanh là chữ chú âm của đài ha. Chú âm của đài. Đó là đoạn đầu tiên. Cái đoạn được gọi là cái đoạn sư chỉnh tờ chỉ yên. Đúng không? Đây. Xie thu sư chen tờ chỉ yên. Bây giờ sư chỉnh tờ chỉ yên hoặc sư chen tờ chỉ yên. Ý nghĩa đều như nhau. Sư chen thì ta đọc là sự kiện. Nguyên nhân khởi đầu của cái sự việc đó chúng ta viết ra. Ở đây là nguyên nhân khởi đầu rồi. Nguyên nhân khởi đầu là gì? 昨天下课时, hôm qua cái giờ ra chơi của ngày hôm qua. 我想到, tôi nghĩ tới, 老师鼓励我们, giáo viên khuyến khích chúng tôi. 要多去图书馆借书, phải thường xuyên đi, đi nhiều vào. Đi thư viện sách, mượn sách nhiều vào. 要多去, phải đi nhiều vào. 图书馆, thư viện sách, 借书, mượn sách. 所以我, cho nên tôi, cháu Sào Liễn tìm Hiểu Linh. Hàn wo yi qi qu, cùng tôi đi. Đó là cái sự việc khởi đầu của câu chuyện. Chúng ta đổi qua sự kiện de jing guo. Sự kiện de jing guo, sự kiện de jing guo bao gồm gì? Sự kiện de jing guo. Hào. Hào, chúng ta viết ra sự kiện de jing guo là sự việc đã trải qua như thế nào. Là chúng ta sẽ viết cái đoạn này. Chúng ta sẽ viết cái đoạn này. Đầu tiên,
coi. Xiao Lin, ờ. Xiao Lin hẹn wǒ yìqǐ qù tú shú guǎn. Đoạn này chấm để đó. Xiao Lin. Bộ thổ nét dưới dài hơn. Bộ thổ nét dưới dài hơn, gạch ngang phết. Xiao Lin, chữ Lin bộ ngọc. Thêm bộ mệnh lệnh vào đây. Tên của một người ta, Hiểu Linh. Xi Yao Xiao, thanh ba đọc Xiao. Lơ Yển Liễn, thanh hai. Xiao Lin. Chơi sách học chữ Hán như thế nào? Sách của chị hả? Chị sử dụng sách của Đài Loan em nhé. Ờ, chị sử dụng sách này nè. Sách của Đài Loan em nè. Sách tiểu học của Đài Loan, sách lớp 3. Hiện tại bên này đang dạy lớp 3. Ờ, cho nên chị sử dụng sách nhà này nha. Ờ, Xiao Lin hàn wǒ, với tôi, cùng tôi, hàn wǒ. Xiao Lin hàn wǒ. Chúng ta có chữ hàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xiao Lin hàn wǒ, yì qǐ qù, cùng đi. Yì qǐ qù, chữ qǐ. Họ chỉ chư 1, 2, 3, 4, 5. Yì qǐ qù. Chư nà lì à? Thú shú quản. Đi thư viện sách. Thú. Chữ shú. 1, 2, 3, 4. Kéo xuống, gạch ngang bên này. Móc qua, gạch ngang, đánh đây. Bộ thực. Thêm bộ quan ở bên sau này. Thú số quản, đi thư viện sách. Hảo. Xiao Lin hẹn wǒ, Hiểu Linh và tôi, yì qǐ qù, cùng đi. Yì qǐ qù. Thơ ú thủ, ơ sâng thủ, sư ú sư, yì sâng sư, cơ quan quan, quan quản quản, san sâng quản. Cùng đi thư viện sách, phải tổ hợp. Sự việc trải qua ha. 我们到了图书馆. Chúng tôi tới thư viện. Chúng tôi đến thư viện. 我们到了, đã tới rồi, chúng ta phải thêm chữ lợ. 我们 là chúng tôi, tụi tôi. 我们 到了, tới rồi. 到了 图书馆, thơ ủ thủ, sư ủ sư, cơ quan quan, quan quản quản. 我们到了图书馆. Lúc này mình đã tới thư viện sách rồi thì mình sẽ thấy được cái tình cảnh, cái cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng nơi đó nó như thế nào kể ra ha. À, chúng ta viết chữ 我们. Một, tưởng tượng như chúng ta đang tới thư viện sách vậy đó. Chúng ta tới rồi thì thấy cái cảnh trước mắt nó như thế nào. 我们 chỉ tao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đã đến rồi, tao lờ. Chữ thủ bộ vi. Thêm một bộ khẩu, chấm gạch ngang. Thêm một bộ hủy trong này. Hỏi chữ số. Bên này, ngắt qua, gạch qua, gạch qua, dọc xuống, gạch ngang qua. Thủ số. Chữ quản. Bên này, móc đầy, kéo qua. 我们到了图书馆. Chúng tôi tới thư viện. Thì sự việc gì đã xảy ra? 我们到了图书馆. 发现已经有很多人在看书和借书. Ê, phát hiện đã có rất nhiều người ở đó đọc sách và mượn sách. Chúng ta phải cái phát hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, chúng tôi tới đó thì chúng tôi đã phát hiện có rất nhiều người tới rồi. Fa xian, phát hiện. Fa a fa xi yan xian, thanh tư. Fa xian. Fa xian, yì jīng đã. Người ta đã tới rồi. Chúng ta sử dụng yì jīng. Chữ yì chúng ta. Yì jīng đã.
có chữ y. Lúc này gạch qua đây. Ủa gì bà? Đó. Y. Phải lòi cái đầu ra ha. Chữ y phải lòi cái đầu ra. Họ tiếp theo chữ chiên. Bộ mịch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi thêm một bộ nhất ở trên này. Thêm nước chảy. Và một bộ côn. Y chiên đã. Dỗ. Hình tua rỉnh. Chữ dồ này thanh ba. Nó gặp phải chữ hình. Hảo, chữ tua. Y chín dỗ hình tua rỉnh. Đã có rất là nhiều người. Y ô dô dô dỗ dỗ. Hơ ân hình 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 hình. Tơ vua tua y sân tua. Rư ẩn rỉnh ơ sân rỉnh. Y chín dỗ hình tua rỉnh. Đã có rất là nhiều người. Ê, tại khán su đang đọc sách và đang làm gì nữa? Tại này là họ đang làm gì? Lúc này tại là đang làm gì? Khán su đọc sách. Khơ an khán thành từ. Khán chứ không đọc khán. Khán. Khán su. Chúng ta thành thứ tư phải tập nhấn ha. Tại khán su đang đọc sách. Chữ tại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại. Ê, khi mà mới tập thì Vân đọc hơi quá để cho các bạn cảm nhận được à, khi mà quen rồi các bạn sẽ từ từ làm giảm bớt cái âm của nó cũng không sao. Zài à, giống gì nó là zài không đọc zài 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 không đọc zài 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 khan su đang đọc sách. Zài khan su họ đang đọc sách. Dòng màu xanh đó là chú âm. Hàn với lại làm gì nữa? Đang đọc sách với làm gì? Hàn. Hơ ăn hàn. Hơ ăn hàn. Chia su mượn sách. Vô thư viện thì một là đọc. Đọc tại chỗ. Hai là mượn về nhà. Cho nên có chữ mượn sách. Chia su. Chí ye chia. Chia su mượn sách. Chỉ chia một. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chia số, mượn sách. Đó, lúc này chúng ta đổi qua cái sự tương tác và đối thoại. Đổi qua cái sự miêu tả, sự tương tác và đối thoại của hai nhân vật. Đổi qua cái khúc này. Miêu su bí sử hù tông tôi khoa tờ cảnh sổ. Hành cảnh sổ. Đổi qua cái khúc này. Đó là bạn ấy. Lúc này bạn Hiểu Linh bạn hỏi. Ní xiang yào chia sở mơ su. Đây là cái lời nói để cho ngoặc. Bạn, hai bạn nói chuyện với nhau. Nì. Nó gặp phải chữ xiang thanh ba. Nó biến thành nì. Là do nó bị gặp phải chữ xiang này. Nì xiang yào. Bạn muốn. Nì xiang yào. Bạn muốn. Chia này là mượn. Chia. Nì xiang yào chia. Shenme shu. Sách gì? Shenme. Bộ mã gắn vô và thêm chữ giao. Ní xiang yao jie shenme shu. Bạn muốn mượn sách gì? Nè yi ni 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 xi yang xiang san shen xiang yi ao yao si shen yao ji ye jie thanh tự tư đọc jie shi en shen thanh hai mơ ơ mơ thanh nhẹ. Ní xiang yao jie shenme shu. Bạn muốn mượn sách gì? Ní xiang yào jie shenme shu. Vì thế chúng ta phải mở ngoặc ra. Hảo, chúng ta viết chữ shu, sách. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng ta sẽ đánh chấm hỏi, đóng cái lời nói lại. Lời nói này của ai? Xiao Lin说, Xi yao xiao 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 xiao,
Lơ yên liễn sư vô sô. Đây là lời của Hiểu Linh nói. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây là lời của Hiểu Linh nói. Xiao Lin số. Xiao Lin số. À, đó là lời của Hiểu Linh hỏi bạn ấy. Ni xiang yao jie shenme shu? Vâng, coi lại nói. Hả? Mở thêm một lời nói ra. Lão sư giáo xin de xiao xiao hua. Lão sư le ao lao 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 lao. Lão sư. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lão sư, thầy cô giáo. Lão sư. Giáo xin de Chào chào hoa. Nai khờ de shi hou. Lão sư thầy giáo cô giáo. Giáo này là dạy cái bài nào, môn nào. Giáo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lúc này đọc giáo dạy. Chi giao giao. Giao. Xin de chào chào hoa. Xin này là trái tim. Tơ ơ tơ, chính sân tơ. Chào chào hoa, chi yao chào. Chi yao chào. Chào chào. Chào chào. Chào thân ba. Chào chào hoa. Hơ hoa hoa. Xin. Bái sáo tơ. Cái gì của trái tim? Cái gì của trái tim? Chào chào hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở dưới này là bộ nhục. Ở đây chúng ta có một bộ tâm. Phết giữa hai bên. Đây có một bộ nhục. Chào chào hoa. Là lời thì thầm của trái tim. Xin de chào chào hoa. Lời thì thầm của trái tim. Xin de chào chào hoa. Và cái chi xin de chào chào hoa là cái bài văn. Là cái bài văn, mình phải bao su miễn hào thì mình mới biết được ha. Cái su miễn hào là nó phải như thế này, nó có một cái gần sóng chứ không phải là gạch thẳng. Gạch thẳng là thường tên nước, tên địa điểm, tên người. Còn tên sách, tên của quyển sách đó hoặc là tên của bài văn đó là su miễn hào. Chúng ta phải bao cái này, su miễn hào. Hoặc là cái tên của bài văn đó. Lúc này là tên bài văn đó. Na y khờ. Na y khờ là cái môn đó. Chữ na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na. Y khờ. Hỏi chữ khờ này là thành tư. Thì chúng ta chữ y sẽ đổi thành hai ha. Na y khờ. Nơ a na. Chữ y. Chữ khờ. Na y khờ. Nai khờ tờ sử hồ thêm bái sáo tơ. Bái sáo tơ. Còn sử hồ này là gì? Là khi. Chữ khi này chúng ta sẽ đưa ra đầu câu theo tiếng Việt. Khi mà cô giáo dạy cái bài lời thì thầm của trái tim. Cái câu này là như thế. Lào sư giáo xin tờ chào chào hoa nai khờ tờ sử hồ. Lão sư giáo xin de xiao xiao hua nai ke de shi hou. Khi cô giáo dạy cái bài mà lời thì thầm của trái tim. Chúng ta có chữ shi hou. Chữ shi. Shi. Hảo chữ hou. Chữ hou chúng ta sẽ dùng chữ hou này. Bên này móc qua gạch ngang, phết đây gạch qua kéo qua. Shi hou. Shi.
和偶后时候phải时候我觉得很有趣tôi cảm thấy rất thú vị tôi cảm thấy cái bài văn này bài học này rất thú vị câu chuyện này rất thú vị 我觉得就我我觉得một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một wo jue de u o wo thân ba đọc wo ji yue jue thân hai de e de thân nhẹ wo jue de em dùng cũng giống chị hả chị đang dùng mực nước hả không cái này là bút bi với em bút bi á bút bi này dạng này nó trơn 我觉得很有趣 rất thú vị khi mà cô giảng cái bài đó đó tôi cảm thấy rất là vui tôi cảm thấy rất là thú vị chứ không phải đâu rất vui 很有趣 rất thú vị Ở chữ chữ chúng ta sẽ viết chữ dầu bộ tẩu dầu lu tờ dầu kéo vào bên này rồi đây có bộ nhĩ thêm một bộ dô hẳn dô chữ rất thú vị hơ ân hân thành ba đọc hẳn y ô dô thành ba đọc dô chi ư chữ hẳn dô chữ cô dạy cái môn đó tôi cảm thấy rất là thú vị này là phồn thể em ơi này giờ đẩy đâu rồi này là phồn thể nha 很有趣 所以我想要找跟文字有关的书 cho nên tôi muốn tìm 所以我想要找 nên tôi muốn tìm chúng ta viết chữ 所以 sư vô sô 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 chữ sư này là chữ S không uống lưỡi 所以 nên chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8một hai ba bốn năm số gì nên của sảng giao tôi muốn của sảng giao của chữ gặp phải chữ sảng này nó mới biến thành của dưới này có trái tim chữ giao một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín số gì của sảng giao tôi muốn của gặp phải chữ sảng thanh ba gặp phải chữ giao thanh tư số gì của sảng giao nên tôi muốn chào tìm chào trò tre dh ha tìm bằng tay bình khí dài cưa chào tìm kênh này là với kênh lúc này không phải đi theo nó mà nghĩa đi theo kênh của dầu ba đi theo tôi đi kênh lúc này là với cơ anh kênh liên quan với cái gì kênh với hảo quẩn chữ văn tự liên quan tới chữ quẩn chữ quẩn liên quan tới từ ngữ văn tự đâu chúng ta có chữ chữ quẩn chữ u ẩn quẩn thanh hai đọc quẩn quẩn chữ dầu quan là có liên quan tới lúc này chữ với liên quan với cái gì liên quan tới cái gì chúng ta có chữ dồ quan chữ dồ y o yo thành ba đọc dồ chữ dồ chúng ta gạch ngang móc về bộ thủ của nó dưới này bộ nguyệt dồ dồ quan tờ su dồ quan có liên quan dồ quan hỏi chữ quan chúng ta có bộ môn cánh cửa chữ quan công tờ quan quan công tờ quan 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 mệnh tờ quan quan công nè đóng cửa nè đều dùng tới nó hết dầu quan có liên quan tôi mở chữ quan ra ha trước tiên các bạn mở một cánh cửa to to ra đừng to quá cái ô của mình có nhiêu xài nhiêu ở bên này hai chữ giao ở đây móc qua công đây thẳng đẩy lên chữ quan công quan công lào dẹ tờ này chúng ta có một 2, 3, 4, 5
6, 7, 8. Quan mến. Đóng cửa. Quan tên. Gì vậy bà? Gì vậy bà chấm ngược đi đâu vậy? Tự nhiên đơ máy tăng chi đơ. Ở bên này móc qua hai chữ giao. Ở đây móc công, ở đây đẩy lên. Dầu quan có liên quan. Mình quên hết rồi hả? Về đây mình phải học lại nên sẽ nhớ ha. Hảo. Thêm chữ tờ su. Dầu quan tờ su. Là sách có liên quan tới. Hảo chữ su. Kéo xuống, gạch ngang. Cơ quan quan. Chữ này chúng ta đọc gì? Chữ K hoặc chữ cờ cộng U, A, N, An. Quan. Tơ ơ tơ. Thanh nhẹ đọc. Tờ. Sư u su. Hảo. Số ý wǒ xiǎng yào zhǎo gěn wěnzì yǒu guān de shū. Vì thế tôi nên muốn tìm những quyển sách mà có liên quan tới văn tự. Liên quan tới từ ngữ. Liên quan tới văn tự. Hả, chúng ta đóng chi hào, đóng cái lời nói của bạn ấy lại. Lúc nãy, 我挑了一本. Tôi đã chọn một quyển. 我 là tôi. 挑 này là chọn lựa. Theo này là tôi đã chọn lựa. L đã chọn rồi, thêm chữ L. 一本 là lượng từ của một quyển sách. 一本. Chúng ta có chữ 我. 1, 2, 3, 4, cơ bù, phết, 7 nét. Chữ theo. Theo này thanh tư không có thanh thứ nhất không có phải thanh tư ha. Nó là thanh thứ nhất. Wǒ tiào, theo này là chọn lựa. Theo bên này móc qua. Sau đó bên này hai phết. Lúc này chữ này đọc theo, theo này là chọn lựa. Theo là đã chọn rồi. Y bản lượng từ của một quyển sách. Y bản. Wǒ tiào le yì bǎn. 我挑了一本喜欢的故事书. Tôi chọn được một quyển gì chưa có biết. 喜欢, chúng ta viết chữ thích. Chữ xì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chữ xì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một bộ quại, hai bộ khẩu, một bộ trái bù và một bộ chen. Xì khoan thích. Cái gì mà thích thêm bảy sáu tơ. Cái gì mà bạn ấy thích bảy sáu tơ. Cú sư là chuyện cổ tích. Cú sư, gạch ngang. Bên này móc qua, gạch ngang kéo. Và su, một cuốn sách chuyện cổ tích. Cú sư su. Tôi đã chọn một cái cuốn sách chuyện cổ tích mà tôi thích. Xì y xì, thanh ba đọc xì. Hơ oan hoan, thanh thứ nhất. Tơ ơ tơ, thanh thứ năm. Cơ u cu, thanh thứ tư. Sì, thanh thứ tư. Su, thanh thứ nhất. Wǒ tiào le yì bǎn xǐ huān de gù shì shū. Tôi đã chọn một quyển quyển truyện. Một cái quyển truyện mà tôi thích. Tàn. Nhảy qua cái phần này. Tiếp cái phần bên dưới này. Tôi đã chọn một cái quyển mà tôi thích. Tàn su gia thay câu là. Nhưng cái kệ đựng sách cao quá. Phải. Tơ an tàn nhân. Su gia là cái kệ đựng sách. Su chi gia gia. Chúng ta có chữ tàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Họ chữ chà. Chữ chà trên này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nét. Nhân cái kệ đựng sách. Tàn su chà. Tàn su chà. Thái cao lờ. Cao quá. Tôi đã chọn được một quyển sách. Sách truyện mà tôi thích rồi đó. Nhưng mà cái kệ đựng sách cao quá. Su gia, thái cao lờ. Thái này là thái quá.
Cao này là cao thấp, the cao, cao hùng, the cao. Họ cao, thai cao lợ, cao quá. Thơ ai thai, thành tư đọc thai. Cơ ao cao, thành thứ nhất. Lơ ơ lơ, thành nhẹ đọc lợ. Thai cao lợ, nhưng nó, cái đó nó cao quá. Phải, wo men liang, hai đứa tụi tôi. Wo men liang. Wo, mơ anh mình. Thành nhẹ đọc mình. Lơ yang liang, liang liang, liang liang liang. Liang, hai đứa tụi tôi. Wo men liang, bao gồm tôi và Hiểu Linh. Wo men liang. Bộ nhân cộng với bộ môn. Wo men. Chữ liang, một. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 我们两, hai đứa tụi tôi. À, lúc này thêm chữ rỉnh vô. 我们两人, 我们两, ý nghĩa thì như nhau hết. 我们两人, hai đứa tụi tôi. 垫起脚尖, nhón cái chân lên. 垫起了脚尖, 的燕垫, chữ y, chữ y, chữ y. Chữ y cộng với chữ an, an, tiền. Tiền chỉ, nhón lên, tiền chỉ. Chữ tiền này nhón bằng gót chân của mình thì không thể thiếu bộ túc. Rồi cộng thêm chữ tiệm, tiệm này, tiệm này, tiệm, chân chú này xá tiền nè. Rồi số chi tiền nè, chữ tiền, tiệm, cộng thêm bộ túc phòng. Tiền này là nhóm lên, nó cùng âm luôn đó. Ê, mình nói tiệm này, tiệm kia. Cái tiệm nào đó. Sách chữ trắng đâu hết rồi. Hả? Mình thường nói cái tiệm này tiệm kia. Tiền, nải trá tiền là. Hoa tiền là. Sầm tiền. Hả? Còn chữ này có một bộ túc ở trước. Cộng thêm cái chữ tiền đó đưa ra phía sau. Rồi, cả hai này đều đọc. Tờ, dền, tiền. Cả hai đều đọc tiền hết. Chúng ta phân biệt bằng cách nào? Nhìn cái chữ này nó không có bộ túc, không liên quan tới chân giò cẳng gì hết. Nó là cái tiệm. Nó là chữ tiệm, cửa hàng nào đó. Còn tiền này có bộ túc ở trước là liên quan tới cái chân. Cái này là nhón lên. Tiền chỉ. Nhón lên. Lúc nãy tiền chỉ, chỉ này là khởi lên mà. Chỉ đái. Chỉ, chỉ, tiền chỉ là nhón lên. Tiền chỉ. Hảo. Đã nhón lên rồi mà vẫn lấy không thấy, không tới. Thêm chữ lờ. Tiền chỉ lờ. Lơ ơ lơ. Thanh nhẹ đọc lờ. Tiền chỉ lờ. Chào chén. Chào là cái chân của mình. Chi yao chào, chào chào chào. Chén là cái phần nhọn nhọn. Họ chúng ta có chữ chào. Chữ chào này chúng ta có một bộ nhục. Ở đây hai phết gạch ngang một cái ổ vuông. Bên này móc ra, chào. Chữ chen này là nhọn, nhọn là ở trên nó nhỏ xíu, dưới nó to. Cho nên có chữ nhọn, chen. Hải sư nào bụi tao, vẫn lấy không tới. Hải sư, bộ võng, bộ nhất, bộ khẩu, bộ y, nhưng bộ thủ của nó bên này. Bộ xước, hải. Chữ sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hải sư, nả bụi tao, vẫn lấy không tới. Nã. Chữ bủ. Chữ tạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hải sư. Nã bủ tạo. Hơ ải hải. Ơ sân hải. Hải sư. Nơ ả nã. Bơ ủ bủ. Tơ ảo tạo. Nhưng mà vẫn lấy không tới. Hai đứa tụi tôi đều đã nhón cái chân của mình lên. Nhưng mà vẫn lấy không tới. Wo doi xiao ling shuo. Cũng tới cái khúc đó luôn. Wo doi xiao ling shuo. Wo này. Tôi nói với Hiểu Linh rằng. Wo doi xiao ling shuo. Cũng chúng ta cũng viết tới khúc đó chấm 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 luôn. Tại vì khúc sau không biết họ nói gì. Có thể nói tao cổng mày lên. Họ có thể nói là tôi đi kêu người ta tới lấy. Nó chấm 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 đó là ai muốn nghĩ gì nghĩ. Muốn nêu ra sao nêu. Tôi xào lĩnh xua.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tôi này là với ai đó nói chuyện. Xào liễn, cái từ tôi này cũng nhiều nghĩa lắm. Bên này, móc xuống, bộ thổ, đầy cái nữa. Đầy cái nữa, gạch ngang, phết về. Xào liễn, chúng ta có một bộ ngọc, thêm một cái chữ mệnh lệnh phía sau. Tên của anh ta. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cũng vậy luôn, mình cũng theo đó mà nêu 6 dấu chấm đưa ra. Và 6 dấu thôi ha, 7 dấu dư cũng kệ nó, giờ đố điếm đâu biết. Tớ quay tuệ. Xí yào xào 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 xào, lơ yến liễn, ơ sân liễn, sư vô xô. Và tôi xào liễn xô, tôi nói với Hiểu Linh rằng, nghe xưng cơm hả? Dạo khẩu sinh thẳng. Chứ khẩu sinh thẳng. Chào khẩu sinh thẳng. Để được hết. Và tôi xào liên số, tôi nói với Hiểu Linh rằng nói như thế nào để đó. Ờ, cái khúc đó là xong rồi đó. Đã xong cái khúc trải qua rồi. Bây giờ chúng ta qua đoạn thứ ba, đó là sự kiện đó chế của. Hôm nay chúng ta sẽ qua khúc này. Hả? Kết quả của sự việc. Lúc này làm cho người ta cảm thấy vui. Làm cảm thấy vui. Sự kiện đó chế của. Hoặc là cảm xúc. Hảo. Là cái đoạn kết quả này với đoạn này đi chung luôn. Hai đoạn này. Chúng ta qua đọc. Mấy giờ? 11 mấy. Ok. Chắc được. Tôi sợ liên xô. Hậu lại của mình chung ý chia tạo số. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã mượn được sách. Hậu lại là sau, về sau. Hậu lại về sau. Sau đó chuyện như thế nào? Nhóm không tới lấy không được sách rồi sau đó làm sao? Hậu lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hậu lại về sau. Của mình, tụi tôi, chúng tôi. Của mình. Bộ nhân, bộ môn. Của mình. Trốn dữ cuối cùng cũng. Mì bù. Cộng với chữ tôn. Tôn qua xã tờ tôn. Ừ. Hảo chấm đây bộ phương. Móc bên này kéo qua. Hai phết. Trốn dữ cuối cùng cũng. Chúng ta có chữ của mình. Của thanh ba. Mơ anh mình thanh nhẹ. Trốn này là ZH trờ tre. Trốn dữ. Dữ thanh hai. Ê. Trốn dữ. Chia tàu su, chi ye chia, chia này là mượn. Tớ ảo tạo mượn được rồi. Su, sách, chia tàu sợ mở lơ. Chia tàu su, mượn được sách. Gạch ngang, móc qua gạch ngang. Chữ tàu, đồng chí trước, tôn trị cộng với đào. Chữ su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuối cùng thì cũng mượn được sách rồi. Phải tổ hợp. Vì sao thì cuối cùng tụi tôi cũng mượn được sách. Wo jie le yi ben cheng yu xiao hua ji. Tôi mượn được một cuốn gì? Kể ra luôn. Wo jie le yi ben, tôi mượn được một cuốn. Wo jie. Đã mượn được rồi, thêm chữ l. Yi ben là lượng từ của một quyển. Kể ra luôn. Y bình. Và cuốn đó tên gì? Chẳng như thành ngữ. Chữ thành công tờ thành. Chẳng như chữ ngữ. Ta có bộ ngôn. Bên này móc đây gạch qua. Gạch qua thành ngữ. Sao sao này là cười. Sao hoa là tiếu. Hài hước. Chúng ta có chữ khoa phát ngược về. Chí này thường nói tập, mấy tập, tập mấy, tập mấy. Chúng ta có bộ truy bù ở trên này. Sau đó dưới này có bộ mộc. Chí tập mấy, tập mấy. Học.
Đó, chúng ta viết phiên âm. U o wo thành ba đọc wo, chi ye jie thành tư đọc jie, lơ ơ lơ thành nhẹ đọc lơ. Y bệnh y thành tư, bơ anh bình bình bệnh bệnh, vì chữ bệnh không phải thành tư. Chi ẩn trưởng thành hai, yu 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 thành ba, xi yao xiao thành tư, hơ hoa hoa thành tư, chi ý chỉ thành hai. Hảo, trưởng yu xiao hoa chỉ. Trưởng yu xiao hoa chỉ, chúng ta phải số mệnh hào. Nó là một cái cuốn sách gì? Ta phải kéo số mệnh hào ra. Nó là một bộ sưu tập về thành ngữ và chuyện cười đó. Nó là một bộ sưu tập thành ngữ và chuyện cười, cho nên nó là số mệnh hào. Chúng ta phải kéo nó ra. Ồ, cái này còn dài nha. Anh mai viết tiếp đi. Ha, mai viết tiếp đi, cái khúc này nó còn dài. Nó còn một đoạn cũng khá là dài, chúng ta mai viết tiếp đi. Hả? Lúc này là chúng ta đã nêu ra cái đoạn văn mà người ta yêu cầu. Người ta đưa ra một cái mẫu để hướng dẫn ta, dẫn dắt ta đi suy nghĩ phải viết đoạn văn đó như thế nào. Ví dụ như là 昨天下课时, 我想到老师 鼓励我们要多去图书馆借书, 所以我去找小林和我一起去。 小林和我一起去图书馆，我们到了图书馆，发现已经有很多人在看书和借书。 我想要借，你想要借什么书？ 小林说。 老师， đổi qua một đoạn khác. 老师教新的小小话那一刻的时候，我觉得很有趣，所以我想要找跟文字有关的书。 我挑了一本喜欢的书，但书价太高了，我们俩垫起了脚尖，还是拿不到。我对小林说，后来我们终于借到书，我借了一本成语笑话集。 Khúc này nó còn nữa, còn chưa ra hết. Ngày mai nó còn dài lắm, chúng ta chưa viết hết được. Nghỉ ngơi ăn cơm, mấy bạn còn phải nấu cơm nữa. Nghỉ ngơi ăn cơm này, chưa chúng ta học tiếp cái này để ngày mai ha. Tại vì có nhiều bạn phải nấu cơm cho các cụ ăn nữa. Chúng ta để ngày mai đi. Cái đoạn văn mà chúng ta tự luyện ra, nó không nằm trong sách giáo khoa, cho nên ngày mai đọc chúng ta phải đọc trong sách mà các bạn tự viết. Nó không nằm trong đây. Đây là chỉ là cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta viết bài văn thôi, cho nên là không có trong này ha. Cho nên các bạn chụp không có được cái phần đó trong này. Rồi, nghỉ ngơi đi, các bạn đi nấu cơm đi. Tại các bạn cũng phải nấu cơm cho các cụ ăn nữa. Chai chen, ngày mai gặp lại. Hoặc 1:30 gặp lại. Chai chen, bye bye. Rồi.